Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện dài của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia, một câu chuyện có thời lượng dài 8 tập. Và trong buổi trưa hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, câu chuyện Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tết Thượng Nguyên năm 1441, thời vua Lê Thái Tông tại trấn Phòng Chí. Tết Thượng Nguyên hay còn có một tên gọi khác là Tết Nguyên Tiêu, là một ngày lễ lớn đầu năm vì mong muốn cả một năm mới an lành và nhiều tài lộc. Bà phu nhân đã đến giờ mình bắt đầu. Trên lầu 3, hoa lầu có tên là Loan Hỷ Phường, bên ngoài ban công người đàn bà tuổi ngoài 50, tóc tên búi cao châm cài giữa, y phục giao lĩnh cùng vẻ mặt uy quyền. Người đàn bà đó chính là Vạn phu nhân của Vạn gia. Lão Lưu quản gia nhà họ Vạn trên tay bê chậu tiền xu ra đặt trước mặt của bà. Chưa đủ, ông mang thêm nữa ra đây cho ta. Vạn phu nhân liếc nhìn chậu tiền đồng, ánh mắt coi thường hất cằm ra hiệu, dáng vẻ kiêu kỳ nhìn đám tiện dân đứng nhau nhóc phía dưới. Vô số cô gái xinh đẹp khắp nơi đổ về, nhà họ Vạn thêm một lần nữa lại kén dâu. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu nhà họ Vạn tuyển dâu cho Vạn thiếu gia. Kể đúng Tết Thượng Nguyên 15 tháng 1 hàng năm, nhà họ Vạn sẽ tổ chức kén dâu cho thiếu gia nhà họ. Nhà họ Vạn tuy rằng tổ chức kén dâu nhiều như vậy, nhưng cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không thể biết thể lệ kén dâu nhà họ Vạn như thế nào. Không có một quy tắc nào cụ thể, cũng không có một cuộc thi nào cả. Tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là nhà họ Vạn công bố kén dâu, và kết quả cũng chỉ nhà họ mới biết. Cũng vì lẽ đó mà người ta đồn thổi rằng nhà họ Vạn tổ chức kén dâu cũng chỉ vì để gây tiếng tăm, chứ thực ra họ không hề có chủ ý nào cả. Cũng có người cho rằng nhà họ Vạn mượn cớ tổ chức kén dâu để kéo khách khứa đến Loan Hỷ Phường, một trong những gia tài đồ sộ của nhà họ Vạn. Nhắc đến nhà họ Vạn tại trấn Phong Chí, Vạn gia chính là một trong những hào môn đứng đầu tại đây. Nếu không muốn nói rằng chẳng ai sánh bằng, của cải bạt ngàn trải dài khắp các phủ, quận, người ăn kẻ ở trong nhà có khi lên đến cả trăm. Vạn gia không những có tiền mà còn có quyền, quyền lực của nhà họ Vạn ngay cả đến quan tri phủ cũng phải kiêng dè vài phần. Đứng đầu Vạn gia chính là Vạn Đại Phúc, người ta thường gọi ông ta là Vạn Lão gia. Người có quyền lực sau Vạn Đại Phúc không ai khác ngoài vợ của ông Vạn phu nhân Trịnh Thị Ngọc Giao. Bà là vợ cả và là người vợ duy nhất của Vạn Lão gia. Hai người họ có với nhau một người con trai tên là Vạn Đại Nguyên. Vạn thiếu gia trước giờ rất kín tiếng, anh ta hầu như là không xuất hiện ra ngoài, nên thông tin về Vạn thiếu gia gần như là không có. Chính vì vậy những tin đồn về người con trai định sẵn kế thừa sản nghiệp khổng lồ của Vạn gia vẫn luôn được người ta thêu dệt lên vì muôn màu muôn trạng. Vạn gia vốn nổi tiếng bởi sự hống hách ngang tàn, coi mạng người như cỏ rác. Đã có rất nhiều gia đình đã bị nhà họ Vạn ức ép đến con đường chết. Mặc dù người thù kẻ ghét nhiều như vậy, nhưng Vạn gia lại quá giàu có, sản nghiệp cũng chỉ có duy nhất một người con trai thừa hưởng. Nên dù cho tiếng xấu đồn xa thế nào, cả thiếu nữ vẫn thi nhau ôm mộng mình sẽ là người được lựa chọn, được trở thành bà chủ của khối tài sản kia, một bước từ vịt có thể hóa thành thiên nga. Bắt đầu đi. Giọng của Vạn phu nhân vang lên lạnh lẽo. Ngay lập tức vô số đèn lồng được thả ra, bầu trời sáng rực trước những ngọn đèn lồng bay ngày một lên cao. Đám dân đèn đứng phía dưới hò hét vui sướng. Vạn phu nhân ra lệnh cho người ngất tiền xu xuống chỗ đám người kia. Âm thanh lèn kèn của những đồng tiền rơi xuống đất vang lên, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra. Mọi người đang đánh đầm xô đẩy nhau để tranh cướp những đồng tiền đó. Vạn phu nhân đứng trên cao nhìn đám dân đen đánh nhau xứt đầu mẻ trán, khóe miệng của mụ ta cười khẩy. Đúng là đám nhà quê nghèo nàn rách rưới, ta khinh. Đột nhiên đánh mắt của bà ta dừng lại ngay khoảng trống cách chỗ đám người kia độ chục bước chân. Từ bao giờ chỗ đó xuất hiện một cô gái tuổi ngoài đôi mươi, gương mặt thanh tú, miệng hình trái tim. Người thiếu nữ đó khác xa với đám người này,
cô ta không nhận tiền. Phải phu nhân gọi Lưu quản gia, bà ta thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy người quản gia gật đầu liên tục, ánh mắt không rời nhìn người con gái kia. Dạ bẩm phu nhân, tôi sẽ cho người đi sắp xếp. Lão quản gia gọi tên người làm chỉ tay về cô gái. Tên người làm vâng vâng dạ dạ. Hắn chạy ra ngoài, theo sau là ba bốn tên khác. Phản phu nhân quay người đi vào trong. Buổi kén dầu chính thức kết thúc. Ngày hôm sau, tại một căn nhà nhỏ nằm phía bắc trấn Phòng Trí, người đàn ông khổ sở vẻ mặt nhăn nhó nhìn đám người rồi bảo: Liệu quản gia, sự việc này gấp quá, gia đình tôi chưa kịp chuẩn bị. Ông đến đường đột như vậy, tôi chưa biết phải trả lời sao cho thỏa đáng. Gia đình ông không cần phải chuẩn bị gì cả, hết tất cả mọi thứ vặn ra tôi sẽ lo. Về sinh lễ thì theo như ta đã nói, 20 con trâu 100 lượng vàng, về vóc lụa là tùy nhà ngươi đưa ra số lượng. Hoặc gia đình có yêu cầu gì cứ nói, ta về bẩm với phu nhân. Việc của gia đình chỉ cần đợi ngày người nhà ta qua đón dâu về. Nhưng mà việc này gia đình tôi chưa thể quyết định ngay. Con gái tôi, cháu nó còn nhỏ, tính cách ương bướng. Gia đình tôi tính đợi vài năm nữa dạy bảo cháu nó cẩn thận, rồi lúc đó mới tính đến chuyện gả cháu nó đi. Với lại vạn gia là gia đình danh giá, sợ là nhà tôi không với tới. Mong Liêu quản gia về nói lại với vạn phu nhân và vạn lão gia giúp cho. Người đàn bà tiến đi sát lại bên quản gia nhà họ Vạn, hạ giọng nhún nhường nói: Chuyện mà phu nhân nhà ta đã quyết thì các ngươi không cần nói gì thêm. Chuyện khác ta có thể giúp, nhưng riêng chuyện này thì không được. Hôm nay ta đến đây chỉ là để thông báo cho các ngươi biết mà còn chuẩn bị. Tốt nhất đừng có suy nghĩ gì làm trái lại ý của phu nhân nhà ta, nếu các ngươi còn muốn sống yên ở đây. Quản gia nhà họ Vạn điều bộ ép buộc. Có vẻ đây không phải lần đầu họ làm những chuyện như vậy. Quản gia Lưu cho người đặt đồ lễ ở ngoài sân, quay người và rời đi. Người đàn ông ngồi xuống ghế vẻ mặt thất thần, và ông ta đi đến bên cạnh sắc mặt không tốt hơn là bao. Bà lo lắng hỏi: Chuyện này giờ mình phải biết làm sao hả ông? Nhà họ Vạn... Người đàn bà ngập ngừng như muốn nói gì đó. Bà ta quay người đi ra bên ngoài ngó ngang ngó dọc, chắc chắn không có ai nghe trộm. Quay về chỗ người đàn ông, cả hai im lặng nhìn nhau. Ở bên ngoài đột nhiên có tiếng người vọng lại, là giọng nói của Thanh An. Bố mẹ, làm gì mà nhiều đồ đặt ngoài sân như vậy? Bố mẹ đi hỏi cưới cho anh Khánh An hay sao mà chuẩn bị nhiều đồ sinh lễ thế? Vợ chồng người đàn ông nghe có tiếng đứa con gái, cả hai giật mình nhìn nhau. Và trong nhà, cô gái vẻ mặt hớn hở, dáng vẻ ngây thơ, tung tăng đi đến trước mặt bố mẹ, tay cầm xin kẹo cho vào mồm nhai nhồm nhòm, vui vẻ hỏi. Cô ta chính là Thanh An. Nhắc về gia đình người đàn ông được nhà họ Vạn hỏi cưới, vốn là một gia đình thuộc hàng khá giả. Người đàn ông tên là Lý, làm nghề buôn bán tơ tằm. Tuy rằng việc kinh doanh của ông Lý không quá to, nhưng để lo cho gia đình ông có một cuộc sống dư giả thì cũng gọi là tạm ổn. Thời trẻ ông Lý nhiều lần cắp sách tham gia thi tú tài, nhưng đều không đạt được kết quả cao. Buồn chán, ông trở về quê kết hôn rồi bén duyên với nghề tư tầm. Vợ của ông là bà Trinh, vốn cũng xuất thân ở gia đình bình thường. Sau khi lấy ông Lý, hàng ngày bà Trinh ở nhà lo cơm nước, phụ giúp chồng những công việc lặt vặt. Hai ông bà có với nhau hai người con, một trai một gái. Người con trai vì không có khiếu buôn bán nên đi làm thuê cho người trên trấn. Còn người con gái chính là Thanh An, cô chuẩn bị làm dâu nhà họ Vạn. Là sao? Bố mẹ nói vậy là sao? Con lấy thiếu gia nhà họ Vạn, bố mẹ không đùa con chứ? Thanh An chỉ tay vào mình dáng vẻ nghi ngờ. Cô chạy ra ngoài mở nắp từng thùng đồ lễ, gương mặt thất vọng đến méo mó. Tất cả đều là sinh lễ dành cho nữ. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu của Thanh An. Vậy là số sinh lễ này thực sự là dành cho cô. Thất thần, cô ngồi sụp xuống đất, khóe mắt cay cay nhìn thẳng về phía vợ chồng ông Lý. Tâm trạng họ không tốt hơn cô là bao. Thanh An bỏ giày, cô chạy thẳng ra bên ngoài, bỏ lại đằng sau tiếng bà Trinh khóc lóc. Con ơi, con đi đâu? Mau quay về đây đi con, mau mau đuổi theo tiểu thư nhanh lên. Chiều tối hôm ấy, con nó về rồi ông ơi, cái án nó về rồi. Con ơi, bố mẹ xin lỗi con. Con đi đâu mà giờ mới về chứ? Bố mẹ tìm con từ chiều đến giờ. Con làm sao thế này? An à, đừng làm cho mẹ sợ. Thanh An lững thững từ cổng đi vào, cả người cô ướt nhẹp.
hai mắt vô hồn. Bà Trinh thấy con gái như vậy thì lo, bà chạy vào trong nhà vác chiếc khăn ra quấn chặt vào người của cô. Con gái còn nữa gần 20 tuổi đầu rồi, còn như vậy thì ra cái thể thống gì. Bà đưa nó vào trong nhà tắm rửa đi, không lại cảm lạnh ra bây giờ. Trong nhà, ông Lý nhìn đứa con người không ra người, ngợm không ra ngợm, lắc đầu ngao ngán. Thanh An quay sang ôm bà Trinh bật khóc. Tiếng khóc của cô như muốn giải tỏa hết mọi uất ức trong lòng. Bà Trinh nhìn đứa con bé bỏng, bà ò khóc theo hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Ông Lý nhìn hai mẹ con của bà Trinh bất lực quay người đi vào bên trong. Hai ngày sau, tức ngày 18 tháng Giêng âm lịch, buổi sáng tại nhà ông Lý, người ta đang nghe tiếng nói ầm ĩ ở bên trong nhà. Tại sao lại rước dâu vào buổi tối? Con gái tôi sao lại như thế được? Chẳng phải đón dâu là buổi tối là điều cấm kỵ hay sao? Phu nhân nhà ta đã mời thầy xem, bắt buộc phải đón dâu vào giờ Tí. Nhà ông cũng không cần phải tổ chức lễ cưới làm gì. Phu nhân nhà ta đã quyết định đám cưới tổ chức trong âm thầm. Ép người quá đáng. Các người đừng tưởng có chút tiền muốn làm gì thì làm. Tiếng của ông Lý nói chuyện với quản gia Liêu cứ như vậy vang lên trong nhà. Thanh An ngồi một bên, cô rúc đầu vào ngực của bà Trinh khóc thút thít. Cô thầm nghĩ sao số cô lại khổ như vậy. Cô đã phải cưới người chưa từng một lần nhìn mặt. Ấy vậy mà giờ ngay cả đám cưới hẳn hoi cô cũng không được tổ chức. Nghĩa lý là sao? Sau khoảng thời gian lời qua tiếng lại, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Quản gia Liêu thấy ông Lý có vẻ không hợp tác, liền cho người ghi chặt cổ ông Lý xuống sàn nhà. Khoai miệng của ông ta giật giật, điệu bộ cười gian xảo. Nếu muốn sống yên ổn ở cái đất này, cầm cái miệng chó của nhà mày lại. Tao nghe nói nhà của mày có một đứa con trai đang đi làm thuê trên trấn, có đúng không? Ông Lý gương mặt thắng đậm khi đứa con trai của mình bị nhắc đến. Ông hằn học nhìn quản gia nhà họ Vạn. Người muốn làm gì? Tên quản gia liền đáp. Làm gì? Vạn gia ta muốn làm gì mà chẳng được. Nếu các người ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của phu nhân nhà ta, thì không những được yên ổn sống ở đây, mà còn được Vạn gia ta đối đãi như khách quý. Còn nếu không, hậu quả không cần ta phải nói rõ ràng chứ. Hắn liếc nhìn cả ba người nhà ông Lý. Xin ông đừng đánh bố tôi. Tôi sẽ làm đúng như những lời ông nói, chắc chắn tôi sẽ làm. Thanh An lao vào xuống ôm lấy ông Lý mà van xin. Mắt cô hiện lên tia sắt ý nhìn đám người nhà họ Vạn. Đám người nhà họ Vạn đạt được mục đích, chúng kéo nhau rời đi. Ông Lý ngồi vật ra đất, dựa người vào cột nhà. Nỗi uất hận dồn nén, ông đấm thùm thùm xuống đất. Cái nghèo đã khiến cho ông trở thành một người cha vô dụng, người chồng bất tài. Ông không đủ khả năng để bảo vệ gia đình bé nhỏ này. Chỉ đáng tiếc cho đứa con gái hiểu chuyện, phải đứng ra gánh chịu mọi thứ. Thành An quay người đi vào trong giường, cục đầu vào gối khóc không thành tiếng. Cô nghĩ về tương lai của gia đình mình sau này. Không biết tại cái gia đình được gọi là Trâm Anh Thế Việt kia, có những điều gì đang chờ đợi cô. Thanh An nằm vật ra giường, mắt của cô vô hồn nhìn lên trần nhà, cô thầm nhủ. Vậy là mình thực sự phải lấy chồng rồi sao? 23 giờ, khi bắt đầu chuyển từ giờ Hợi qua giờ Tí, tiếng của bà Mai vang lên lạnh lẽo trong đêm, bên ngoài sân nhà ông Lý. 18 tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, giờ tốt đã đến, cô dâu lên kiệu, đưa tân nương về nhà chồng. Cái may thì đến, cái rồi thì đi, âm đi đường âm, dương đi đường dương, khởi kiệu. Thanh An khoác lên người bộ váy lụa đỏ, hoa văn long phụng được thêu bằng những sợi chỉ kim tuyến óng ánh. Trên đầu được bao trùm bởi mảnh đỏ, có thể lờ mờ nhìn xuyên qua. Chồng cô liệu có phải là người đàn ông ngồi trên ngựa kia không? Thanh An thầm nghĩ. Cô cố gắng nhìn thật kỹ về phía của anh ta, thế nhưng không thể định hình được rõ ràng. Chỉ thấy anh ta dáng vẻ tuấn tú, cùng với lại vóc dáng cao ráo. Anh ta khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô. Cô luôn nghĩ các thiếu gia nhà giàu thường sẽ mang vóc dáng cục mịch béo tròn. Thế nhưng không, anh thực sự rất đẹp trai. Thanh An cúi đầu chưa vào trong kiệu, cô vẫy tay chào bố mẹ cùng người anh trai của mình. Đoạn đường từ nhà cô đến nhà họ Vạn khá xa, khoảng hơn 2 tiếng đi bộ. Cô tranh thủ ngả đầu ra sau kiệu chợp mắt ngủ.
Đột nhiên có tiếng kèn đám ma khiến cho Thanh An giật mình tỉnh giấc. Cô vén tấm màn che gió nhìn ra bên ngoài. Là một đoàn đưa ma. Nhưng tại sao lại không có quan tài? Thế quan tài họ để ở đâu? Trong tiềm thức của Thanh An mơ hồ hỏi. Nhưng mà điều cũng chẳng để cho cô chờ đợi lâu. Giờ đám ma ấy thế lại xuất hiện một người đàn ông mặc bộ quần áo tân lang, tay cầm quả túi cầu màu đỏ. Lạ là hắn ta vậy mà mặt mũi trắng bệch, bờ môi được đánh son đỏ. Hắn cúi đầu chào cô. Đúng vậy, cô không hề nhìn nhầm hắn ta. Là hắn ta vừa cúi đầu chào cô. Thanh An thoáng chốc giật mình. Nhưng thứ khiến cho cô thấy lạ là tại sao đám ma này lại có người mặc quần áo tân lang? Hay đây là một hủ tục? Chắc chắn là như vậy. Có thể đó là một hủ tục nào đó mà cô không biết đến. Đại loại như là một đám cưới của người âm. Một tia suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Thanh An giật mình suy nghĩ điên rồ đó. Cô lại nhìn mình lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Cô ngoái đầu nhìn ra, bất giác đầu người con trai mặc bộ quần áo tân lang rời ra lần lầm lấp dưới đất. Cái đầu đó quay mặt về phía của cô, khóe miệng anh mỉm cười với cô. Điều đáng sợ hơn, thân thể của anh ta tuy không có đầu nhưng vẫn đi lại bình thường. Cô giật mình toan hét lên thì tiếng nói của bà Mai khiến cô giật mình tỉnh dậy. Hạ Kiều, tân lang đón tân nương vào nhà. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào ngực, cả người vẫn còn run rẩy sau giấc mơ vừa nãy. Kiều Hà xuống, Thanh An cúi người bước ra. Cô được người đàn ông kia đỡ tay tiến vào bên trong. Trước cổng chính ra vào vạn gia có đặt một chậu lửa. Theo thủ tục, Thanh An phải bước qua chậu lửa đó 9 lần thì mới được đi vào bên trong. Việc tân nương bước qua lửa mang mục đích là khử uế, hay là hiểu theo nghĩa đơn giản chính là ngăn chặn những điều xấu xa theo tân nương vào trong nhà. Thanh An được đưa đến căn phòng lớn. Trước mắt cô là bóng dáng hai người lớn, một nam một nữ. Thanh An thầm hiểu họ chính là bố mẹ của chồng cô. Xung quanh có tiếng người nói chuyện vui vẻ, không khí nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập. Thanh An cảm thấy có chút khác lạ. Cô nghĩ, nửa đêm vậy mà lại có nhiều người đến vậy sao? Kể cũng đúng, vạn gia nói gì cũng là gia đình có quyền thế, lại nổi tiếng cậy quyền hống hách chèn ép những kẻ yếu thế. Vậy nên dù cho có không ưa gì vạn gia, họ vẫn phải cố gắng mà đến, nếu không muốn biến bản thân trở thành cái gai trong mắt của họ. Thanh An nhìn đám người giản tạo trên mặt hàng tá lớp mặt nạ đó, cô cảm thấy buồn nôn. Cô thở hắt ra miệng thì thầm nói, giả tạo. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Tiếng của bà Mai hô lớn khiến cả căn phòng trở nên im ắng. Thanh An vô thức làm theo từng tiếng hô hào của bà ta. Sau khi dâng rượu cho bố mẹ chồng, Thanh An được đưa vào ngay phòng lì xì màu đỏ. Ngày xưa việc lì xì trong đám cưới cũng chính là để mang lại nhiều điều may mắn cho đến tân nương. Thanh An nhận lấy phong bao lì xì từ tay của bố mẹ chồng, cô cúi đầu vái cảm tạ hai người. Sau khi trao quà cho tân nương, vạn phu nhân lúc này mới lên tiếng. Người đâu, mang đồ ra đây. Một tên người ở nhanh nhẹn bê ra một khay gỗ, ở trên là một tấm vải đỏ cùng một tờ giấy đã được viết sẵn. Vạn phu nhân kêu Thanh An đứng dậy đi đến gần chỗ bà ta. Con giờ đã làm dâu nhà họ Vạn thì cũng phải học theo lễ nghĩa nhà ta. Dâu trước khi vào nhà phải làm một việc rất quan trọng, cũng chính là thủ tục cuối cùng. Thủ tục cuối cùng là sao? Thanh An thắc mắc. Vạn phu nhân đặt khay gỗ ra trước mặt Thanh An. Bà ta kêu cô điểm chỉ vào tờ giấy trên khay gỗ. Thấy Thanh An có vẻ lưỡng lự, bà ta liền nói. Con an tâm, đây chỉ là tục lệ của nhà ta nhằm khẳng định danh phận cho con, chứ cũng không có ý gì khác. Cô nhìn về phía khay gỗ, trong lòng hiện lên một số câu hỏi. Nhưng suy cho cùng, giờ đây cô lấy thiếu gia của vạn gia cũng trở thành người nhà vạn gia, thì việc ký hay không cũng đâu có quan trọng. Ngay đến đây cô nói, dạ thưa mẹ. Thanh An đưa tay nhấn vào mực đỏ của chuẩn bị điểm vật tờ giấy kia. Tự nhiên sau lưng của cô có bóng người vụt qua cướp tờ giấy ngay trước mắt của cô. Người đàn bà quần áo bẩn tưởi, đầu tóc xõa rũ rượi. Bà ta đưa tờ giấy ra trước mặt dáng vẻ ngờ nghịch. Chưa điểm chỉ, chưa điểm chỉ.
Vạn phu nhân nhìn người đàn bà kia, ánh mắt của bà ta hiện lên tia sát khí, gương mặt méo mó, bà ta liền gần giọng: "Chúng mày, thế nào để con mụ điên này vào đây, mà bắt lại mụ ta?" Người đàn bà điên quay người chạy vọt vào bên ngoài. Khi chạy qua người cô, bà ta như là cố ý lao vào người của Thanh An, khiến cô ngã ngửa ra đằng sau. Ngay lập tức mẹ chồng cô cho người đuổi theo người đàn bà kia. Thanh An được Đại Nguyên đỡ dậy, cô nhìn về phía người chồng của mình, trong lòng có chút cảm khái. Người chồng này chí ít cũng không quá tệ, ít nhất anh ta biết quan tâm đến cô. Thanh An nắm chặt tay lại, cảm giác cồm cộm xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô cúi đầu nhìn xuống là một mẩu giấy nhỏ, cô thầm nghĩ. Mẩu giấy này chính là của người đàn bà điên kia đã dúi vào tay cô trong lúc hỗn loạn. Vậy bà ta nhét thứ này vào tay cô với mục đích gì? Thanh An cúi đầu cố gắng làm sao để có thể nhìn tờ giấy một cách rõ nhất. Trong người cô có một thứ gì đó thúc giục cô mở tờ giấy ra. Cô lén nhìn Vạn phu nhân, thấy bà ta đang chỉ huy đám người bắt bà điên kia. Thanh An nhẹ nhàng mở tờ giấy, bên trong là dòng chữ không đầu không đuôi, chỉ xuất hiện vài chữ ngắn ngủi: "Nếu muốn sống, đừng điểm chỉ vào tờ giấy đó." Dòng chữ ngắn ngủn nhưng mà lại khiến hơi thở của Thanh An chững lại một nhịp. Cô nắm chặt tờ giấy lại, quay người về phía Vạn phu nhân. Trong đầu của cô xuất hiện hàng loạt suy nghĩ đan xen, bài trừ lẫn nhau. Tại sao người đàn bà điên kia lại nhét tờ giấy này vào tay cô? Liệu lời nói của bà ta là thật hay chỉ đơn giản là trò đùa của một người điên? Nếu bà ta nói đúng thì tờ giấy đó là thứ gì mà lại có thể giết hại được cô? Không đúng, bà ta vốn chỉ là một kẻ điên. Đúng vậy, bà ta đúng thật là một kẻ điên. Thanh An thở dài, có vẻ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Một lúc sau, đám người làm cầm tờ giấy kia quay lại. Người đàn bà điên bị một tên kéo theo phía sau, mặt mũi của bà ta bầm dập sưng húp, nhìn biết bà ta vừa bị đánh. Đại Nguyên đã bên cạnh, vẻ mặt có chút thay đổi, anh ta đang nổi cáu. Thanh An tuy rằng có nhận ra sự khác lạ của Đại Nguyên từ khi người đàn bà điên kia xuất hiện, nhưng cô lại không thể nào giải thích được tại sao anh ta có biểu cảm như vậy. Tiếng nói của Vạn phu nhân lại vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của cô: "Muộn rồi, còn mau chóng hoàn tất thủ tục rồi còn về nghỉ ngơi." Vạn phu nhân đặt tờ giấy ra trước mặt Thanh An. Sau khi đọc tờ giấy của bà điên, Thanh An có chút lưỡng lự. Liệu rằng khi cô điểm chỉ vào tờ giấy này, cô sẽ bị chết thật hay sao? Cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, nội tâm đấu tranh mãnh liệt. Thế Thanh An đang có tương tư gì khác, Vạn phu nhân đã bên liền thúc giục. Bà ta liền kêu cô điểm chỉ vào tờ giấy đó. Điểm khác thường đó càng khiến cho Thanh An suy nghĩ nhiều hơn về tờ giấy của bà điên đưa cho mình. Dường như Vạn phu nhân rất sợ cô thay đổi ý kiến, chí ít là sự tự nguyện của cô. Vạn phu nhân dần mất kiên nhẫn, bà ta nói bằng giọng uy hiếp: "Con nên suy nghĩ cho bố mẹ của mình. Nếu con không điểm chỉ để hoàn tất phong tục của nhà ta, ta chỉ có thể trả con về với bố mẹ. Nhưng mặt mũi của bố mẹ con thế nào thì con cũng cần phải cân nhắc. Bố con là người làm ăn buôn bán, nếu có một người con gái bị chồng bỏ sẽ ô nhục như thế nào? Hơn nữa chỉ cần một câu của ta, câu khiến cho việc làm ăn của bố con. Chẳng ta nói đến đây con đang hiểu chứ?" Thanh An nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, cố gắng nhìn xem trên đó viết gì. Nhưng cái khăn trên đầu của cô nó không cho cô làm điều ấy. Thanh An lúc này quay sang nhìn về phía người đàn bà điên kia, mong bà ta có thể nói thêm điều gì cho mình. Nhưng không, bà ta bây giờ cúi gằm mặt xuống đất cùng điệu cười ngờ nghệch. "Đúng là bà điên," Thanh An tự nhủ. Nghĩ đến bố mẹ sao phải sống trong sự đầm tiếu của người ta, Thanh An cố gắng cắn răng, cố gắng kiềm nén cảm xúc. Cô đưa tay điểm một dấu đỏ chót vào tờ giấy. Sắc mặt của Vạn phu nhân ngay lập tức có sự thay đổi, gương mặt giãn ra, bà ta vui vẻ nhìn tờ giấy có dấu tay của Thanh An, gấp gọn cất vào trong chiếc hộp gỗ. Một cơn gió lạnh thổi thẳng từ bên ngoài vào bên trong. Thanh An cảm thấy đầu cô đau nhói, mắt cô tối sầm lại. Trong mơ hồ cô nhìn thấy chung quanh đám người đang vui vẻ nói chuyện, bỗng tất cả đều biến thành một làn khói đen rồi tan biến. Duy chỉ bà điên kia là đang lao về phía cô. Tiếng nói của bà ta văng vẳng bên tai:
một tờ giấy đỏ thêm vân tay đỏ, sống là người nhà tao, chết là ma của nhà tao, cả đời nhất khoát không được siêu sinh. Một tờ giấy đỏ thêm vân tay đỏ. Tiếng của người đàn bà kia lặp đi lặp lại trong đầu của Thanh An cho đến khi cô thấy mình xuất hiện trong khoảng không tối đen. Có ai coi ở đây không? Thanh An lớn tiếng gọi. Tiếng của cô vọng lại rồi dội ngược trở lại. Không có ai đáp lại lời của cô cả. Phía xa Thanh An thấy có thứ ánh sáng phát ra. Cô nhắm mắt nhìn cho thật kỹ. Ánh sáng đó giống như là một ngọn lửa đang rực cháy. Đột nhiên là đằng sau lưng của Thanh An xuất hiện một âm thanh kỳ lạ. Thứ âm thanh này ngày càng tiến lại gần phía của cô. Thanh An cố gắng xem thứ âm thanh đó là gì. Lờ mờ cô thấy phía xa có bóng người đang tiến đến. Trên tay của người đó đang cầm thứ gì đó kéo lê lết ở dưới đất. Cho đến khi cái bóng đó chỉ còn cách Thanh An độ chục bước chân. Bóng của người kia càng trở nên rõ ràng hơn. Là một người đàn bà vóc dáng còng còng nhìn rất ma mị. Thanh An hai mắt trợn ngược nhìn cô chầm chầm về thứ trên tay của người kia. Thứ đó ấy vậy mà lại là một xác chết. Thanh An hai chân cứng nhắc, cô không thể cử động. Cả người của cô như bị đóng băng nhìn người kia ngày một tiến lại phía của mình. Một tờ giấy đỏ thêm vân tay đỏ, sống làm người nhà tao, chết làm ma của nhà tao, cả đời nhất khoát không được siêu sinh. Chạy đi, mau lên. Trong đầu của Thanh An bỗng hiện lên câu nói của người đàn bà điên. Cô tuy không biết tại sao tiếng nói của bà ta có thể xuất hiện ở đây, thế nhưng một động lực nào đó thôi thúc cô phải chạy đi thật nhanh. Thanh An quay người bỏ chạy, bóng đèn kia vẫn luôn đuổi theo ở phía sau cô, cổng cây lưng còng của mộ ta, tạo ra dáng người hết sức quỷ dị. Thanh An không biết mình đã chạy bao xa và bao lâu. Bóng tối bao trùm khiến cô chỉ biết cắm đầu mà bỏ chạy. Trong đầu của cô lúc này chỉ nghĩ đến một việc, đó là cô phải chạy thật nhanh. Cô muốn thoát khỏi cái thứ đang đeo bám kia. Quan trọng hơn nữa, cô phải thoát khỏi cái chỗ quái gở này. Thanh An mệt dần, cô không thấy mình còn chút sức lực nào cả. Cả người của cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hơi thở ngắt quãng, cô ngã gục ra đất. Đứng dậy chạy đi, chạy về chỗ đốm sáng kia, nó có thể giúp cô thoát khỏi nơi đây. Nhanh lên đứng dậy chạy đến chỗ đốm sáng kia. Giọng của bà điên lại vang lên bên tai của Thanh An. Cô dồn hết sức lực còn sót lại, cố gắng chạy thật nhanh về nơi phát ánh sáng. Chút sức lực đó không đủ để giúp Thanh An được quá nhiều. Thêm một lần nữa cô ngã nhào ra đất, toàn thân đau nhức. Hai chân cô tê dại, cho mắt cái chân xuất hiện vết bầm lớn. Thanh An ôm chầm lấy, nghiến răng đau đớn. Bóng của người kia ngày một tới gần, Thanh An nhìn về bóng người đó, cô thầm nghĩ. Thực sự cô sẽ phải chết ở đây sao? Cô cắn chặt vào môi, máu từ vết cắn cứ ứa ra chảy vào miệng của cô, mùi máu tanh ngòm. Khóe mắt của cô trần có một giọt nước mắt lăn xuống, cô hít một hơi lau đi giọt nước mắt vô dụng đó. Không được bỏ cuộc. Thanh An lúc này không phải là lúc để mày khóc. Mày phải đứng dậy mà chạy tiếp. Ở đây chỉ có mày mới cứu được mày thôi. Mày phải sống để thoát ra khỏi đây. Nhất định mày sẽ không sao. Thanh An sẽ lấy một mảnh vải trên áo của cô quấn chặt lấy chân, nhìn về phía phát ra ánh sáng. Cùng với sự quyết tâm của cô lúc này đã cao hơn tất cả mọi thứ. Cuối cùng cô cũng chạy được đến chỗ ánh sáng đó. Trước đó vậy mà xuất hiện được một ngọn đuốc, mọi thứ ánh sáng chung quanh cô vụt sáng, quang cảnh cũng theo đó mà nhòa đi. Thanh An nhắm tịt mắt lại. Chúc mừng cô đã vượt qua thử thách của ta. Cô là người duy nhất vượt qua được thử thách. Từ giờ cô chính thức trở thành phu nhân của vạn gia. Giọng nói kỳ lạ khiến Thanh An giật mình mở mắt. Cô thấy mình đứng trước một cánh cổng lớn. Bên cạnh cô là một bà lão với mái tóc bạc trắng. Bà ta đi đến đẩy cánh cửa. Một hành lang sâu hun hút xuất hiện trước mắt ngỡ ngàng của Thanh An. Thanh An nhìn bà lão trước mặt cô nghi ngờ rồi hỏi. Tôi là người duy nhất vượt qua được thử thách. Phải có nghĩ trước đây đã có người phải trải qua sự đáng sợ này sao? Đúng vậy. Năm nào mà chẳng có người phải trải qua cái thử thách này chứ. Nhưng mà chưa một ai vượt qua được thử thách này. Cô là người đầu tiên. Thật là bất ngờ.
Thanh An liền đáp: Bà là ai? Đây là đâu? Tại sao bà lại ở đây? Cô là dâu nhà họ Vạn, tất nhiên đây là nhà họ Vạn. Còn về việc tôi là ai sau này cô sẽ biết. Thời gian không còn nhiều, cô mau đi cùng ta. Thiếu gia cậu ấy đang đợi cô ở trong phòng. Thanh An cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Rõ ràng lúc đầu cô vẫn đứng bên cạnh Đại Nguyên, thế tại sao bây giờ cô lại ở đây? Rồi tại sao Đại Nguyên lại phải ở trong phòng kia để đợi cô? Bóng người kéo theo xác chết, tại sao người đó lại muốn giết cô? Tất cả mọi chuyện xảy ra phải chăng có sự liên kết gì đó với nhau? Thanh An cố gắng suy nghĩ, cậu vẫn không thể tìm ra điểm chung để kết nối với sự việc tại đó. Nhưng có một thứ cô chắc chắn, đó chính là Vạn Gia đích xác là một nơi đáng sợ. Nơi này không dành cho những người yếu kém như cô. Tiểu thư, mời cô đi cho. Bà lão chỉ tay về kính cổng rồi đi trước dẫn đường. Thanh An đi ngay sau bà ta. Bất giác giọng nói quen thuộc của người đàn bà điên lại vang lên bên tai của Thanh An. Cô phải hết sức cẩn thận. Bà ta không phải là người. Khi nào bước vào phòng cô nhớ nhắm mắt lại. Dù có chuyện gì cũng đừng mở ra. Thanh An đáp. Bà nói thế là sao? Không phải là người thì bà ta là gì? Chẳng phải bà ta vẫn đang hiện diện ngay trước mắt tôi? Mọi thứ trở nên im lặng. Này, bà đâu rồi? Cô nghe tôi hỏi gì không hả? Vẫn là sự im lặng. Đúng là lúc cần thì lại chẳng thấy đâu. Thanh An lẩm bẩm. Bà lão chẳng biết từ khi nào bà ta đã dừng lại. Bà ấy quay mặt nhìn cô lạnh lùng cùng ánh mắt soi mói. Bà ta lướt nhìn mọi lượt chung quanh người của Thanh An. Bà ta quay người đi tiếp. Thanh An im lặng nhìn người đàn bà kia. Cô đi theo bà ta cho đến khi cánh cửa trước mặt được đẩy ra. Mời tiểu thư, thiếu gia đang ở trong này đợi cô. Thanh An đi vào bên trong. Hai mắt của cô nhắm tịt lại. Cánh cửa phòng đóng lại, đánh kịch khiến cho cô giật mình đánh thót. Cho dù là đang nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được dường như chung quanh mình đang có thứ gì đó di chuyển. Cô im lặng, cả người khẽ run lên. Lúc sau giọng nói của bà điên lại vang lên. Được rồi, cô mở mắt ra đi. Sao bây giờ bà mới xuất hiện? Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thanh An liền thắc mắc. Chuyện này rất dài, ta không kịp nói cho cô được. Việc của cô là phải cố gắng sống sót. Nếu không cô sẽ chết vĩnh viễn. Bà không đùa tôi chứ? Tại sao tôi lại chết? Lý do? Vì cô là dâu nhà họ Vạn. Người đàn bà lạnh lùng nói. Thanh An vẫn giữ gương mặt đầy khó hiểu. Tại sao tôi làm dâu nhà họ Vạn thì bắt buộc tôi phải chết? Có chuyện gì bà không nói cho tôi biết được không? Chuyện này cô sẽ sớm biết mà thôi. Nhưng mà trước khi muốn biết, cô phải sống sót ra khỏi đây đã. Cô muốn biết mình vừa gặp phải thứ gì không? Cô quay sang nhìn bà ta đi. Thanh An mày nói chuyện, cô quên mất sự xuất hiện khác thường của bà lão kia. Bà ta đứng trước sau cánh cửa, toàn thân vặn vẹo co rúm, chân phình, quần áo trên người rách toạc cả ra. Chẳng mấy chốc bà ta hóa thành một con cóc xanh lè, cả người nhảy nhụa. Con cóc đó nó to bằng cả một người trưởng thành. Thanh An cả người run rẩy, gáy của cô lạnh toát vã ra cả mồ hôi. Mắt cô nhìn chăm chăm về hướng con cóc, không dám chớp mắt dù chỉ là một cái. Bà ta, sao bà ta lại biến thành như vậy? Thanh An hỏi. Cậu có biết đó là thứ gì không? Giọng của bà điên lại vang vọng. Là gì? Nó là một con cóc thành tinh, tính ra cũng được mấy trăm năm. Con là người đầu tiên đến được đây, nó vẫn luôn chờ đợi có người xuất hiện để thế chỗ của nó. Cậu may mắn là cô thoát nạn. Chúc mừng cô. Thật đáng sợ, không biết còn có những thứ gì khác đang đợi cô ở phía trước. Cô vốn đang nghe nhiều lời bàn tán về Vạn Gia, nhưng cô không ngờ nó lại đáng sợ và nhiều thứ kỳ lạ như vậy. Cô lúc này liền hỏi tiếp. Thế bây giờ tôi phải làm sao đây? Chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Bà có thể nói rõ hơn được không? Này, bà đâu rồi? Nói cho tôi biết một chút thông tin đi chứ. Chỉ một chút thôi cũng được. Này, này. Mọi thứ đã trở nên im lặng. Thanh An tuy mới chỉ tiếp xúc với người đàn bà này có một lần, về sau những điều bà ta đang làm cô cũng ngầm hiểu là bà ta đang về phía cô.
Chỉ có điều hành tung của bà ta hơi quái dị. Chắc là phải có lý do nào đó đợi cô thoát ra khỏi đây, cô sẽ hỏi bà ta cho ra lẽ. Cánh cửa nơi con cấp tinh đứng bỗng đóng sập lại, mọi thứ trở lại với màn đêm đen tĩnh mịch. Thành An ngồi bịch xuống đất, cô chờ đợi. Chẳng biết cô đã chờ đợi điều gì, nhưng đối với cô thì một nơi đầy rẫy những nguy hiểm này cô thực sự quá là nhỏ bé. Thành An mệt mỏi nằm tạm ra đất, cố gắng nghỉ ngơi, giữ cho bản thân trở lại trạng thái tốt nhất. Chạy đi, nó sắp đến nơi rồi đó, chạy đi. Giọng của bà điên lại vang lên. Cái gì chứ? Tại sao tôi phải chạy? Còn chưa có kịp nghỉ mà. Thanh An bỏ giày, cô cắm đầu bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa hỏi người đàn bà kia, sau lưng cô từ khi nào xuất hiện tiếng bước chân bình bịch? Có ai đó đang ở sau lưng cô. Thanh An cố gắng chạy đi thật nhanh. Này, bà có đó không? Tôi phải chạy đến khi nào chứ? Vẫn là một sự im lặng. Thanh An thất vọng, cô cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Cô chạy mãi cho đến khi cô đứng trước một ngôi chùa cổ. Bờ tường rong rêu phủ bám, từng màng tường bong chóc, hàng mỏi cũ kỹ bạc màu đủ để cho thấy nó đã trải qua rất nhiều năm tháng. Màu đèn biến mất, thay vào đó là một chút nắng nhẹ. Thanh An cảm thấy đỡ sợ hơn, cô có thể nhìn thấy mọi thứ chung quanh mình. Cô có vẻ đã bớt căng thẳng hơn. Giọng của bà điên lại vang lên. Thanh An liền hỏi, sao bà biết chứ? Gương mặt của cô nó đang thể hiện điều đó, nhưng mà ta có điều cần phải nói với cô. Nếu cô đã vào nhà họ Vạn thì cũng nên biết, ở đây không dành cho những người có suy nghĩ đơn giản. Bất kể thứ gì cô gặp phải hay cô nhìn qua, chưa chắc nó đã đúng như hiện ra. Tất cả đều phải dùng con tim và lý trí để mà cảm nhận. Ta chỉ có thể giúp cô để đến được cửa ải cuối cùng này, cô phải tự mình vượt qua. Hãy nhớ kỹ lời của ta, chúc cô may mắn. Này, đợi đã, bà nói vậy là thế nào, tôi không hiểu. Vẫn giống như mọi lần, đáp lại lời của cô là một sự im lặng đến lạnh lẽo. Thành An bây giờ cô cũng đã quen với việc bà ta không từ mà đi. Cô lắc đầu tiến sát về cổng chùa. Cánh cổng to trên mặt có hai đầu sư tử lồi ra, miệng ngậm vòng sắt đã rỉ sét. Thành An nắm tay vào thanh sắt gõ mạnh, âm thanh leng keng. Cánh cửa được mở ra, trước mắt Thành An là một vị sư già. Thí chủ, cho hỏi thí chủ tìm ai? Thế vị sư già Thanh An chắp tay hành lễ. Câu hỏi của vị sư khiến cho Thanh An có phần bối rối. Đúng vậy, mục đích cô gõ cửa là gì? Thanh An còn chưa kịp phản ứng gì, vị sư già kia lại cất lên giọng nói. Nếu thí chủ đã có duyên đến được đây, mời thí chủ vào tề xá nghỉ ngơi. Trong chùa đang tổ chức lễ Phật, thí chủ có thể ở lại cùng nhà chùa dùng bữa cơm chay, cũng là một phần để tích phúc đức cho mình. Lễ Phật, vì đồng nghĩa là sẽ có đồ ăn. Thanh An nghĩ, cô đưa tay sau bụng, có tiếng réo kêu lên. Thanh An ngượng ngùng cùng vị sư tiến vào bên trong. Nguyên một đoạn thời gian vừa trải qua ngoài việc chạy trốn, cô chưa ăn được gì cả, cảm thấy đói. Tiếng tụng kinh, tiếng chuồng, tiếng gõ mõ thành nhỏ vang lên. Ở trong chùa, Nico cùng sư thầy tấp nập đi lại. Buổi lễ này có vẻ rất lớn, cho nên mới cần nhiều người như vậy. Thành An được sư thầy dẫn đến một tệ xá ở sau chùa. Tạm thời thí chủ cứ nghỉ tạm ở đây, phía sau có khuôn viên, thí chủ có thể đi vãn cảnh trong thời gian chờ đợi. Bây giờ ta có việc không tiếp đón thi chủ cho được. Vị sư chào Thanh An rồi quay người rời đi. Thanh An chắp tay ra phía trước, kính cẩn cúi đầu chào lễ với ông ta. Cô nhìn theo bóng lưng của vị sư già mà trong lòng hiện rõ sự mông lung. Rằng cô sẽ phải chờ đợi trong bao lâu? Bỗng Thanh An mặt mũi tím tái, cô đưa tay lên bịt miệng, mắt nhìn thẳng về bóng lưng của nhà sư. Dưới chân ông ta từ khi nào xuất hiện một cái đuôi, nó ngoe ngoẩy qua lại. Bất giác trong đầu của Thanh An lóe lên một suy nghĩ đầy đáng sợ. Chẳng lẽ ông ta cũng giống như bà lão kia? Ông ta không phải là người. Thanh An nhớ lại lời căn dặn của người đàn bà điên. Đúng vậy, ở nhà họ Vạn bất cứ thứ gì cô gặp phải hay cô nhìn thấy, chưa chắc đã đúng với nó hiện ra. Tất cả đều phải dùng con tim và lý trí để cảm nhận.
Thanh An hồi tưởng cảnh tượng từ khi ngôi chùa xuất hiện, cùng những thứ cô đã trải qua. Ngôi chùa này tại sao xuất hiện ở đây? Nó dường như đã được sắp đặt từ trước. Cô vốn chỉ là một con rối bị lừa vào đây mà không hề mảy may nghi ngờ. Thanh An, tại sao mày lại ngu ngốc đến vậy chứ? Cô không người rón rén đi theo vị sư kia. Đắp sau một cột gỗ, Thanh An thấy ông ta đứng nói chuyện với một người đàn bà. Thanh An nhìn lướt qua bà ta. Cô giật mình thẳng thốt dùng tay bịt miệng của mình lại, ngăn không cho nó tạo ra tiếng động. Bà ta vậy mà lại thân người đầu chuột, chiếc đuôi thỏ ra giống y hệt của ông sư. Cô quay người bỏ chạy. Trong đầu của cô bấy giờ tràn ngập hình ảnh của người đàn bà đó, cùng cái đầu chuột biết nói tiếng người thật là ghê sợ. Thanh An quay trở lại căn phòng cô được nhà sư kia sắp xếp, suy nghĩ làm sao có thể thoát ra được khỏi đây. Để thoát khỏi ngôi chùa này, Thanh An phải băng qua điện thờ, chính là nơi được dùng để tổ chức làm lễ. Sau đó cô phải đi qua một khoảng sân rộng rồi mới đến được cánh cổng ban đầu. Điều đó là không thể. Cách duy nhất bây giờ là cô phải tìm một con đường khác, may ra mới có thể trốn được khỏi đây. Thanh An đứng dậy, cô đi ra bên ngoài, giả vờ như không có chuyện gì. Cô đi vòng quanh ra vẻ mình đi vãn cảnh. Thanh An đi một vòng chung quanh chùa, cô gặp một vài nhà sư. Mặc dù bản thân rất sợ, nhưng cô vẫn phải ra vẻ tự nhiên cúi đầu. Cô chắp tay chào hỏi. Cô đi ngang qua cây cầu đá, dừng trước một đầm nước với những bông hoa sen nở rộ, lấp ló sau những chiếc lá to. Phía dưới xuất hiện từng đàn cá bơi tung tăng với đủ màu sắc khác nhau. Chúng bơi là lạ dưới mặt nước, thi thoảng lại ngoi lên, khiến cho mặt nước khẽ đậm. Tất cả mọi thứ tạo nên như một bức tranh thật đẹp. Như là bị thôi miên, Thanh An đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Cứ còn đứng đó làm gì, sao không mau chạy đi? Ngay như có tiếng của ai đó đang nói chuyện với mình, Thanh An giật mình. Cô ngó nghiêng nhìn chung quanh, không có ai cả, một bóng người cũng không. Cô nhìn đi đâu vậy? Cô không thể nhìn thấy được tôi đâu. Cô không ngó nhìn chung quanh nữa, cô hít một hơi thật mạnh rồi mấp máy. Anh là ai? Nhưng tại sao anh có thể nói chuyện được với tôi chứ? Giọng nói kia lúc này lại vang lên. Đồ thỏ đế, ta có gì mà cô phải sợ? Cô an tâm, ta không hại cô đâu. Người tại sao lại nói chuyện được với ta? Thanh An liền thắc mắc. Chuyện đó không hề quan trọng. Bây giờ ta giúp cô ra khỏi đây, chỉ cần sau này cô giúp ta một chuyện là được. Người giúp ta ra khỏi đây, nhưng bằng cách nào? Mà người muốn ta giúp người chuyện gì? Thanh An liền thở dài. Cô có nhìn thấy đầm sen không? Cô ngay nhảy xuống đó. Người không lừa ta chứ? Nhớ người lừa ta thì sao? Ta lừa cô để làm gì? Chỉ có ta mới có thể giúp cô thoát khỏi đây. Nhanh lên, chúng ta sắp ra ngoài, rồi lúc đó sẽ không kịp nữa đâu. Thanh Lan đi đến sát mép nước, bất giác sau lưng của cô xuất hiện mấy chục thân ảnh đang chạy đến. Tất cả bọn chúng đều là thân người đầu chuột. Chúng chỉ tay về cô mà nháo nhào lao đến. Thanh An lúc này bối rối lưỡng lự phân vân. Giọng cô nói kia lại vang lên. Mau nhảy xuống đi, nhanh lên. Người nói sao? Nhảy xuống dưới đó, nhưng ta không biết bơi. Thanh An lúc này liền lưỡng lự. Tin ta đi, cô nhảy xuống đây sẽ không sao cả. Nhanh lên, chúng sắp đuổi tới nơi rồi đó. Thanh An nhắm tịt mắt của mình lại, miễn cưỡng nhảy thẳng xuống đầm sen. Cho đến khi mà Thanh An mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trong lòng nước. Cô có thể thở được. Là ngươi? Ngươi giúp ta có thể thở được ở dưới nước hay sao? Thanh An nghi hoặc hỏi. Cô điên à, ta làm gì có tài cán như vậy chứ? Mọi thứ ở đây đều không phải là thật, nên cô không bị nước này làm chết được đâu. Theo chỉ dẫn của người kia, Thanh An cuối cùng cũng thoát khỏi được ngôi chùa kỳ quái. Cô đi một thông đạo cho đến khi ngoi đầu lên thì thấy mình dừng chân trước một bãi đất trống. Mọi thứ đã trở về với bóng tối. Thanh An lúc này nhìn thấy cảnh vật trước mắt, cô hỏi. Tiếp theo ta phải làm gì? Đi thẳng về phía trước. Nhưng mà phía trước là một màn tối om. Yên tâm, mọi thứ ở đây đối với cô đều an toàn. Nơi này chỉ là nơi để ngăn cách nhà họ Vạn,
về những thứ cô vừa trải qua mà thôi. Tại sao nhà họ Vạn lại phải làm những cái thứ này? Mục đích của họ là để làm gì chứ? Những thứ cô trải qua tất cả đều là những bí mật mà nhà họ Vạn đang che giấu. Còn Sóc Tinh làm nhiệm vụ trông coi bên ngoài, cô tưởng rằng nếu không có nó thì với tài sản đồ sộ đó sẽ yên ổn ở Vạn gia được sao? Có quá nhiều thế lực nhòm ngó nhà họ Vạn, họ không thể tự sức chống lại được. Thanh An liền bảo, thế còn ngôi chùa, chẳng phải chùa là nơi linh thiêng và đức độ, sao trong đó lại có nhiều quỷ như vậy chứ? Đó không phải là chùa, đó chỉ là ngôi miếu thờ chuột tinh do Vạn phu nhân lập nên. Tất cả đồ lễ cô nhìn thấy đều được làm bằng thịt người. Những kẻ Vạn gia coi là kẻ thù sẽ bị vứt vào trong ngôi chùa đó. Đám chuột sẽ giết những người đó rồi xẻ thịt ra mà ăn. Đó cũng là cách để Vạn gia củng cố vị thế của mình. Và đặc biệt hơn là họ không cần phải tự tay làm những cái chuyện đó. Thế còn người đàn ông kéo xác tôi lúc đầu, hắn ta là ai? Tại sao hắn ta phải làm như vậy chứ? Ta không biết, cái này cô đành phải tự tìm hiểu mà thôi. Thanh An lúc này trầm ngâm suy nghĩ, bất giác cô cảm thấy rùng mình. Cô đưa mắt ra nhìn chung quanh. Tôi xin lỗi, nhưng mà người tại sao lại có thể nói chuyện được với ta? Dù cho ngươi không hề có mặt ở đây, chẳng lẽ ngươi cũng giống như bọn chúng là một con quỷ hay sao? Đúng, ta là quỷ, thế nhưng là một con quỷ tốt, quỷ hiền lành, có hiểu không? Ta không tin, trên đời này làm gì có quỷ tốt. Thế tại sao ngươi lại ở đó? Ngươi lại còn biết mọi chuyện nhà họ Vạn, chẳng lẽ ngươi là người nhà họ Vạn? Thanh An lúc bấy giờ nghi ngờ. Anh ta im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó, dường như anh ta đang buồn. Thanh An có thể cảm nhận được anh thở dài rồi kể lại. Ta không phải là người nhà họ Vạn, ta vốn là con trai của chi phủ đại nhân. Cách đây 20 năm khi đó ta mới chỉ là một đứa trẻ. Gia phủ của ta lúc đó qua lại với rất thân với Vạn gia. Ta và con trai lão Vạn cũng đã được bằng tuổi nhau. Hai chúng ta nhanh chóng trở thành những người bạn tốt. Năm ta tròn 10 tuổi khi đang chơi với cậu ta, ta không may mắn làm cậu ta bị ngã. Kết quả cậu ta bị gãy một tay. Cũng chính vì lý do đó mà ngay trong đêm đó, Vạn gia âm thầm cho người đột nhập vào phủ nhà ta bắt cắp ta, rồi vứt vào ngôi chùa đó. Ta bị đám chuột kia thay nhau cắn xé chết không toàn thây. Cũng may là lúc đó ta kịp thời thoát khỏi hồn ra, từ đó ta luôn phỏng phất trong Vạn phủ. Thật không ngờ ngươi lại có số phận đáng thương như vậy. Không biết số phận của ta có giống ngươi hay không. Nếu ta có thể thoát khỏi đây thì ta sẽ đưa ngươi về. Thanh An thở dài. Thế cô là ai? Sao lại có mặt trong ngôi chùa đó được chứ? Chẳng lẽ cô đã làm gì đến nhà họ Vạn ngắm vào? Đáng lẽ đám chuột tinh đó chúng phải xé xác cô ra rồi chứ? Vạn lão gia là bố chồng tôi, Vạn phu nhân là mẹ chồng của tôi. Tôi chính là vợ của Vạn thiếu gia. Tôi không biết tại sao mình là bị đưa đến đây. Chỉ nhớ sau khi buổi lễ thành thân với con trai nhà họ Vạn, có một bước cuối cùng là để hoàn tất thủ tục, chính là điểm chỉ vào một tờ giấy màu đỏ. Tôi không biết giấy đó viết gì, nhưng khi điểm chỉ xong thì đầu óc tôi chóng váng rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đã nằm ở đây, cũng không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu cả. Tôi đau đầu quá. Thanh An ngồi quỳ xuống ôm đầu đau đớn, cảm giác chóng vánh. Thì ra cô là vợ của cậu ta. Cậu ta chắc cũng đã lớn, mối thù của Vạn gia ta nhất định sẽ trả lại đầy đủ. Thanh An lấy lại sức lực, cô đứng dậy tiến nhanh về phía trước. Cô đi mãi cho đến khi thấy mình đứng trước một cánh cổng gỗ. Sau những gì đã trải qua, Thanh An bây giờ cô thận trọng hơn bao giờ hết. Cứ đứng nhìn cánh cổng đó trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Mở cửa đi, cô đứng ngay ra đó làm gì chứ? Nhưng mà tôi sợ, nhớ bên trong lại có thứ gì đáng sợ thì làm sao? Thanh An liền lo lắng. Tin ta đi, để ra ngoài cô bắt buộc phải trải qua cánh cửa sổ đó. Nếu cô muốn ở lại thì ta không ép, nhưng ta có chuyện phải nhắc trước. Nếu cô ở lại quá lâu sẽ không bao giờ thoát khỏi ra bên ngoài thế giới kia được nữa. Cũng giống như cô vĩnh viễn phải ở lại đây để người nào đó giúp mình thoát ra ngoài. Anh nói như vậy là sao? Chẳng lẽ là từ khi tôi vào đây đã định sẵn là chỉ có một cánh cửa để thoát,
Đúng vậy, cô bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Đây là một khoảng không gian do một tên thầy pháp tạo ra, nơi này cách biệt với tất cả mọi thứ bên ngoài. Bất cứ ai vào đây nếu không thể tìm được đường ra sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại. Tất cả mọi quyết định đều là ở cô. Nhưng có một điều tôi chưa nói với cô, khi mà cánh cổng này biến mất thì linh hồn cô sẽ bị giữ lại đi vĩnh viễn. Lúc đó đám chuột tinh sẽ lùng sục tìm cô. Đến lúc đó ta không nói cô cũng hiểu được kết cục của mình chứ. Thành An nghĩ đến cảnh mình bị đám chuột kê tầm kê thi nhau cấu xé, cô dùng mình kê sợ. Cô quyết định tiến đến trước cánh cửa đẩy mạnh. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, từng tia sáng lẻ loi chiếu vào. Mắt Thành An nhòe đi, cô đưa tay che lại. Một lúc sau có giọng nói của người đàn ông vang lên khiến cho cô mở mắt nhìn ra. Tiểu thư, cô đã tỉnh. Trước mặt của Thanh An không phải là người nào xa lạ. Đối với Thanh An dù có chết cô cũng không bao giờ quên được gương mặt đó. Đây là ông quản gia Lưu, đây là đâu? Sao lại ở đây? Thanh An ngó nhìn chung quanh, cô đang nằm ở trên giường. Trước mắt cô là quản gia Lưu, ông ta đang đứng sẵn ở bên cạnh cô. Tiểu thư, mình đi thôi, mọi thứ đều đã được sắp xếp xong cả rồi. Thanh An nghi ngờ liền hỏi. Đi đâu vậy chứ? Thứ gì sắp xếp được cho tôi? Lão quản gia mỉm cười giải thích cho Thanh An. Thái độ ông ta khác hoàn toàn so với lúc đến nhà cô khi trước. Tiểu thư, tôi quên không nói cho cô biết. Nếu cô có thể tỉnh dậy thì cô cũng chính là người được thiếu gia lựa chọn. Giờ mời cô đi theo tôi. Chúng ta cần hoàn tất một số thủ tục. Thủ tục? Thanh An lẩm nhẩm. Không biết từ khi nào cô lại sợ hay từ thủ tục đến như vậy. Thanh An lo lắng, mặc dù cô không muốn làm bất cứ một thủ tục nào. Thế nhưng trong hoàn cảnh này cô đâu có sự lựa chọn. Cô đành bỏ dậy đi cùng ông ta, có gì cô sẽ nghĩ cách đối phó sau. Thanh An đi phía sau quản gia Lưu, bây giờ cô mới được tận mắt ngắm nhìn những kiến trúc của nhà họ Vạn. Từng dãy nhà trải dài, những hàng cột gỗ to, cùng với hoa viên đừng trang trí lộng lẫy. Mọi thứ đều rất đẹp và đồ sộ. Tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của Thanh An, khiến cô không khỏi thốt lên. Đây chính là cuộc sống của người nhà giàu. Dạ, chào Lưu quản gia, chào thiếu phu nhân. Từng nhóm người ở tấp nập đi qua Thanh An cùng người quản gia. Tất cả bọn họ như những con rối được lập trình sẵn. Mỗi người khi nhìn thấy quản gia Lưu và An thì lập tức họ dừng lại, đứng nép qua một bên kính cẩn cúi đầu. Nhà họ Vạn rất biết dạy người ăn kẻ ở trong nhà, mọi thứ đều có quy củ. Vâng thưa tiểu thư, đây chính là nhà thờ tổ, phu nhân đang đợi tiểu thư ở bên trong. Bà phu nhân, tiểu thư Thanh An đã tới, có thể cho vào chưa hả? Cho nó vào đây. Tiếng nói của Vạn phu nhân vang lên ở bên trong. Thanh An cảm nhận được sức nặng trong câu nói của bà ta. Giọng nói đó khiến cô cảm thấy khó thở. Thanh An nhìn cánh cửa to bản được làm bằng những tấm gỗ quý. Cánh cửa cao phải đến 4 mét, ngang 2 mét, nó thực sự rất to. Lưu quản gia dồn sức để cánh cửa. Trước mặt của Thanh An là điện thờ cô nhìn ngang qua, không phải đến cả trăm bài vị. Chào mừng con đã quay trở về. Không ngờ con có thể thoát khỏi chỗ đó. Vạn phu nhân đi đến trước mặt của Thanh An, bà ta vui vẻ hỏi. Thanh An cúi đầu chào bà ta rồi nói. Thưa mẹ, con nghe quản gia nói mẹ cho gọi con đến đây làm nút thủ tục, không biết đó là thủ tục gì. Ta vẫn còn đang muốn tâm sự với con, nhưng nếu con đã nóng lòng như vậy thì hãy quỳ xuống đây. Thanh An là vì muốn làm thật nhanh cái gọi là thủ tục kia, cô muốn giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt. Thanh An tiến đến trước ban thờ, cô quỳ xuống tấm lót đệm đã được trải sẵn. Vạn phu nhân kêu quản gia Lưu châm hương tất cả các bài vị trên ban thờ. Cứ một bài vị ông ta không thắp hương, cũng là bài vị gần chỗ của Thanh An. Trên đó được khắc ba chữ Vạn Đại Nguyên. Thanh An lẩm bẩm Vạn Đại Nguyên. Cái tên cô cảm thấy có phần quen thuộc. Dường như cô đã từng nghe đến cái tên này ở đâu. Bất giác Thanh An mặt mũi tái mét, chán cô đổ mồ hôi, hơi thở đã có phần loạn nhịp. Vạn Đại Nguyên đó chẳng phải tên của chồng cô. Tại sao anh lại có bài vị ở đây được chứ? Thanh An không suy nghĩ được nhiều. Quản gia Lưu đưa ra trước mặt cô ba nén nhang. Tiểu thư, tiếp đến phải tự cô thắp hương.
Vạn phu nhân đứng theo dõi cả quá trình, bà ta liền bảo: "Con vái ba vái rồi thắp hương cho chồng con đi, nó đang đợi con đấy." Thanh An không khỏi giật mình, cô lắp bắp: "Chờ chồng con, thế người hôm đón dâu rồi bái thiên địa cùng con là ai? Anh ta không phải chồng con sao?" "Không phải, nó không phải là chồng con. Chồng con có tên là Vạn Đại Nguyên, nó đang ở đây." Phật phu nhân chỉ tay về bài vị kia, giọng của bà ta có vài phần mất kiểm soát. Thanh An có thể cảm nhận được sự mất bình tĩnh của bà, nhưng lúc này ngay cả bản thân cô còn không giữ được bình tĩnh. Vậy là đám cưới nhà họ Vạn tổ chức cho cô chỉ là giả. Điều đáng sợ hơn chính là người cô lấy vậy là một người đã chết. Càng ngày nhà họ Vạn lại càng cho cô nhiều điều bất ngờ. Thanh An lưỡng lự nhìn ban thờ trước mặt cô, không biết xử trí ra làm sao. Vạn phu nhân đã trở lại bình tĩnh, bà ta vòng qua sau lưng của Thanh An, ghé sát vào tay cô rồi nhỏ giọng: "Con thắp hương cho chồng con đi, đừng để cho nó phải buồn. Con đã là dâu của nhà này thì tất cả danh phận, tiền bạc tài sản ta đều có thể cho con. Nhưng mà con phải nhớ, thứ ta cho con được ta cũng có thể tước đi được. Ta không ngại đưa con quay trở lại chỗ đó một lần nữa, con sẽ không may mắn thoát khỏi chúng nó như lần này đâu." Thanh An nhớ lại những ngày đen tối bản thân vừa trải qua. Nơi đó tất cả mọi thứ thật giả lẫn lộn. Để giải quyết tình thế trước mắt, Thanh An đành phải làm theo lời của bà ta. Cô thắp hương ra trước mặt vái người chồng rồi thắp hương cho hắn. Vạn phu nhân thấy vậy thì cười lớn. Bà ta vui vẻ đỡ Thanh An đứng dậy, giọng nói đã có phần mềm mỏng: "Tốt lắm, con chính thức trở thành con dâu của ta. Nào mau về chuẩn bị, thời gian tới con sẽ khá vất vả." Vạn phu nhân quay về phía của Lưu quản gia, bà ta gật đầu ra hiệu. Lưu quản gia đáp: "Thưa thiếu phu nhân, thủ tục cuối cùng đã xong, giờ tôi đưa phu nhân về phòng của mình. Tôi cũng có nhiều thứ cần phải căn dặn, phiền phu nhân đi theo tôi." Thanh An cúi đầu hành lễ chào người mẹ chồng, cô lẽo đẽo đi phía sau Lưu quản gia. Mọi thứ đối với cô nó thực sự là quá kỳ quái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.